Chào các em, sau đây thì chúng ta cùng chữa bài tập C6 trang 18 sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau, chúng ta cần phải điền từ phù hợp vào chỗ trống. Cụ thể, khối lượng của một vật chỉ chấm chấm chất chứa trong vật. Và với các cụm từ đã cho ở trong khung thì chúng ta có thể lựa chọn ngay từ phù hợp, đó là từ lượng. Vậy câu hoàn chỉnh sẽ là khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật. Do đó thì chúng ta có thể ghi lại câu trả lời cho bài tập này. Đó là khối lượng của một chất, khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật Vậy từ mà chúng ta cần điền ở đây chính là từ lượng. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập C6.